Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình làm tiếp một clip với cái cây linh san này các bạn. Đây trước mặt các bạn là một cây linh san siêu bông. Bữa nay mình tạo dáng cho nó, mời các bạn xem mình tạo dáng cây linh san này như thế nào. Thì đối với cây linh san này thì nó có thể lựa chọn cho rất là nhiều thế các bạn. Ở đây thì mình cũng chuẩn đã phát họa sơ sơ một số mẫu các bạn để mình lựa chọn. Đây là mẫu số 1. Đối với mẫu số 1 thì mình giữ cái nhánh này, mình cho nó cong xuống ha các bạn ha, cong vậy, còn tạo thành một cái cụm nó giống như vậy. Còn mẫu số 2, đây là mẫu số 2 ha, mình cho nó cái dáng bạc phong thì mình lấy cái nhánh này. Cái nhánh này mình tạo cong của bên này giống như bên này đó, cong nhánh này bỏ cái này, giữ cái này cắt ngắn lại, sau này mình làm lũa khúc trên này đó. Cái tàn trên này bỏ hết, chỉ sử dụng một cái nhánh bên này thôi đó, là mẫu số 2. Mẫu số 3 bên này cũng là bạc phong nhưng đơn giản hơn, nhưng mà lấy nhánh này lại bỏ cái cụm bên này đó. không xài nhánh bên này, chỉ lấy một cái thân này mình cho nó bạc qua bên này đó, sơ sơ vậy thôi các bạn, gió lùa qua thôi các bạn ha. Mẫu số 3, mẫu số 2 cũng là bạc phong nhưng mà nhánh này nó hơi xoáy xuống ha, gió nó xoáy xuống, cái này là bình thường ha. Giờ mình sẽ chọn một trong ba cái mẫu đây tạo dáng cho các bạn đó. Thì mình lại thích cái mẫu này các bạn, nhìn thấy lạ lạ mà không có đụng hàng à, mặt phòng xoáy xuống ở trên lên ngoe và vài cọng mình nuôi để sau này mình làm lũa các bạn, mình cũng phết sơ sơ cho nó ra hình thành như vậy à, các bạn xem mình tạo dáng là mình chọn mẫu số 2 ha các bạn ha. Đó, số 2 mình giữ nhánh này, mình cho nó uống xuống dưới này. Đó, các bạn xem mình làm nha. Chọn mẫu số 2, trước mắt mình bỏ những cái tàn trên này à, mình tiếc các bạn, cái này nó rất là nhiều bông, nó có bông rất là thơm các bạn à, bữa giờ nó ra bông liên tục, mình tiếc quá mình không làm à, hôm nay bữa này rảnh mình quyết định mình bỏ. Bỏ cái nhánh trên này hết, không có tiếc, tập trung nuôi cái nhánh mà mình cần tạo dáng như trong bản vẽ. Trong bản vẽ thì cái nhánh này nó cong xuống thì cái nhánh này mình bỏ luôn, giữ cái thân này thôi, xoay vậy các bạn dễ thấy nè. Mình cũng phải giữ ở trên cái cây nó đã có những nhánh nào thì mình mới vẽ các bạn, mình biết vẽ sơ sơ cho nên là mình phát họa trước, mình làm chính xác hơn, nhanh hơn à, đó là cái cách của mình hay làm. Đây là những cái mẫu ha, đường cong này thì cái nhánh này nó nhỏ nhất trong những cái nhánh còn lại, nhưng mà mình chọn nó à, cắt bỏ ha, cắt bỏ này luôn đó, không tiếc đó, dẻo luôn các bạn, nhìn xem rất là dễ làm. Đó, đường cong của vậy gió nó cuốn xoay mà ha, vào nhôm mình đưa cái tàn nó qua như một cơn gió lùa. Cái cách đi nhôm thì mình cũng đã nói nhiều rồi các bạn, xem những cái link trên kênh của mình hướng dẫn rất là rõ đi nhôm cái kiểu kim màu hay là các bạn có thể lại lá nó luôn, nhưng mà mình cái cây này mình để sau khi mình uống xong là có bông mình chơi luôn, mình xuyên bông nó qua. Cây linh san rất là dễ làm, cũng
được cái giới nghệ nhân thì cái cảnh bonsai chọn làm cây bonsai rất là nhiều quá. Trong vườn mình rất là nhiều, mình chiếc cành nhân giống loại này rất nhiều quá. Tặng bạn bè rất là nhiều loại này, người ta rất là thích. Phân tro đầy đủ chất dinh dưỡng là tưới nước là ra bông rồi bạn. Bông liên tục. Tiếp nhân thứ hai ha. Chính này hơi tàn xuống một xíu đó. Cơ bản thấy gần giống rồi, bỏ bớt được. Xui xui như vậy hết các bạn đó. Vào nhôm mình làm vậy thôi, vào nhôm cho nó xui lại hết ha. Rồi sau khi mình vào kẽm những cái nhánh mình cần làm đó các bạn, thì mình sửa lại cho nó giống trong bản vẽ nhất là được. Đây bản vẽ đây ha các bạn ha. Đó. Các bạn thấy cũng tự na ná không? Cong vậy đó. Đó. Bạc quá không? Bạc quá. Phần này sau này nó ra một cụm một bông ha. Nhìn nó sẽ dễ thương các bạn. Đó. Thì cắt vào nhôm thì mình cũng bỏ qua phần đó cho nó nhanh các bạn. Mình chỉ sửa lại thôi. Sửa lại cho nó giống là ná như trồng bạn vẽ. Ok, một khúc trên này thì mình sẽ khống chế nó, không cho nó ra nhiều các bạn, để nuôi nhánh này. Đó. Cắt bỏ giữa trong cái bạn vẽ. Sau này mình làm lũa cái đoạn này các bạn, cho nên mình không xài nữa. Đây là nhìn hướng ngược lại các bạn, nhìn hướng mặt sau cũng đẹp. Đó, các bạn coi lại. Hướng ngược lại. Phần trên này không quan trọng lắm. Sau này mình có thể làm lũa hoặc là mình bỏ. Cắt bỏ ngang cái đoạn. Chỗ này cũng được. Bỏ đây luôn. Cũng không sao, nhưng mà ý của mình là làm lũa sau này thì mình để lê ngoe vậy. Đó, chủ yếu là cái phần dưới này. Đó. Vậy là. Đó, các bạn xem, nếu thấy hữu ích thì vui lòng like, nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình để tiếp tục theo dõi các video tiếp theo của mình. Mình xin chúc tất cả các bạn sức khỏe trong cuộc sống, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.